Chị ơi, em đã cung cấp cái bank statement của em cho cái người làm hồ sơ và ngân hàng đã xác nhận cái tiền của em trong đó. Nhưng khi em chuyển tiền để đóng escrow thì em lại chuyển từ ngân hàng khác và cái lender đó họ không đồng ý. Vậy đúng hay là sai? Cái câu trả lời là chính xác nha các anh chị. Vì anh chị đưa cho cái người làm loan của mình á, một cái ngân hàng khác, ví dụ như là Bank of America. Khi chuyển tiền thì các anh chị phải chuyển từ Bank of America. Nếu như anh chị chuyển từ cái bank statement khác, chẳng hạn như là đồng Chase hay đồng Wells Fargo gì đó, thì lender sẽ không đồng ý. Lúc đó mình sẽ rất là vất vả. Một là mình phải chuyển lại một lần nữa từ Bank of America vào trong cái công ty đóng hồ sơ. Nếu như lúc đó mà Bank of America của mình không còn tiền thì mình phải chứng minh là cái tiền ở trong thằng Chase của mình á, có trước đó 2 tháng trước khi mình chuyển cho ngân hàng. Nếu như mà thằng Jay không có tiền ở trong đó nữa là cái hồ sơ của mình rớt nha các anh chị. Rất là quan trọng, nếu như anh chị đưa cho ngân hàng cái bank statement nào thì phải giữ cái tiền ở trong ngân hàng đó cho đến khi mình đóng hồ sơ, không nên lấy ra, không nên chuyển vòng vòng nha. Nếu như anh chị muốn biết thêm cái cách bỏ tiền vào trong những ngân hàng như thế nào, chuyển tiền như thế nào cho nó đúng thì hãy gọi cho em chị nhé, 626 236 2462.